Đến với Tarot Bánh Quy và mình là Andy đây. Tarot Bánh Quy như một trạm dừng chân, nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một ngụm trà và lắng nghe những câu chuyện về solo và cuộc sống. Mong hành trình của bạn luôn yêu thương bản thân cho những gì đã qua và cho những gì sắp đến. Vui vì đã đến chơi với mình. Thế gì đây ta? Cái miếng lót. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề, đó là gọi là cái dark side và cái bright side. Gọi là cái gì ta? Gọi là dark tức như là cái gì nó tối, nó tăm tối á. Nhưng mà mình tạm dịch cái chủ đề này theo kiểu đó là cái phần mà bạn gọi là bạn không có khoe ra ngoài, với cái phần mà bạn khoe ra, à thôi, dịch vậy cũng không đúng. Cái dark side với cái bright side nó giống như kiểu là cái phần tốt và cái phần xấu đi. Ừ, dịch vậy đi cho nó nhẹ nha. Một cái tốt và một cái xấu của bạn. Thì ở đây ba lá đầu nó sẽ mô tả về cái tốt, ba cái sau thì nó sẽ mô tả về cái xấu ha. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích. Mình sẽ thay các lá bài sau. Xin chào các bạn cho tụi số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Cái phần sáng của bạn, phần tốt của bạn ha, 6 tiền. The Hermit. Cũng tốt thiệt. Và nữ hoàng tiền. Bạn may năng lượng, ba lá này đều ba lá đất ha, sự nữ, ma kết với kim ngu. Bản thân của các bạn á, thì nói về cái con người nói chung á, thì bạn là một người thận trọng và kỹ tính. Cái phần tốt của bạn nó thể hiện qua cái cách mà bạn san sẻ, cái cách mà bạn sẻ chia với người khác. Dù dưới cái danh nghĩa là một cái người cho cái gì, cho ở đây không nhất thiết phải là cho tiền ha. Tại vì mặc dù mình biết 6 tiền là cho tiền đó, nhưng mà bạn có nữ hoàng tiền nữa, nó có thể là sự nuôi dưỡng, nó có thể là sự giúp đỡ. The Hermit nữa thì có thể dịch là tri thức, hoặc là kiến thức nói chung, hoặc là kinh nghiệm, hoặc là trải nghiệm. Nhưng mà nói chung, đứng về khía cạnh tốt á, thì bạn là một người bạn ăn chắc mặc bền. Bạn là một cái người bạn mà có thể tôi sẽ không phải là một cái người xông xáo vào cuộc đời của các bạn, nhưng tôi sẽ quan sát và đi đồng hành với các bạn. Nhưng đồng hành ở đây không có nghĩa là tôi gánh tạ giùm bạn. Tôi cũng không có cảm thấy là trách nhiệm cùng bạn, mà là bạn khi nào cần thì có thể tôi giúp được, tôi sẽ giúp trong khả năng và trong năng lực của tôi. Tại vì mình thấy bạn là một cá thể độc lập, bạn cũng không có mong muốn người khác can thiệp, can dự, hay là bạn phải dính vào quá nhiều những cái câu chuyện của người khác. Đối với bạn cái nào nó thuận, đối với bạn cái nào nó hợp, nó có khả năng thực thi, và một cái quan trọng nữa là người đó phải là cái gì của bạn thì bạn mới muốn giúp, hoặc là bạn mới san sẻ, hoặc là sẻ chia. Tại vì cái phần tốt của bạn nó có điều kiện. 6 tiền là một cái người họ cho có điều kiện, hoặc là dựa trên cái sự cân nhắc đúng sai thiệt hơn của họ. Tức nghĩa là ví dụ như mình làm cho bạn mà mình thấy nó quá phiền, mình làm cho bạn mà mình cảm thấy nó không có lợi ích, không có giá trị gì hết, hoặc là ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn nhưng cái khó khăn đó là do bạn tạo nên, thì chưa chắc mình sẽ giúp. Tức nghĩa là mình cảm thấy cái sự giúp của bạn qua ba cái lá này nó có một cái sự đắn đo và thận trọng. Bạn không muốn vì một cái lẽ nào đó mà nó gây ảnh hưởng cho cả đôi bên, hoặc ít nhất là cho bạn. Một cái nữa đó là cái phần sáng của bạn, bạn là một người tương đối có chính kiến, hoặc là tương đối có những cái góc nhìn riêng. Tức nghĩa là bạn biết là mình cần phải làm cái gì, bạn biết mình cần phải học cái gì, tìm hiểu cái gì, hoàn thiện cái gì, phát triển năng lực ở cái gì. Mình không có cảm giác cái năng lượng của bạn là bị giới hạn trong một cái vùng. Mặc dù bạn là một người kén chọn và có một cái sự
gọi là cũng lười nhất định trong cái hành trình của bạn, tại vì mình thấy bạn không phải là một người lúc nào cũng luôn tay luôn chân, lúc nào cũng luôn đọc sách hay là tìm tòi học hỏi. Bạn là The Hermit, tức nghĩa là bạn sẽ có những cái sự tìm tòi học hỏi nhưng nó trong một cái phạm trù, phạm vi mà bạn quan tâm, nó gắn liền với cái thói quen, với những cái trải nghiệm của bạn. Giống như ví dụ như là bạn thích nghe nhạc thì bạn có thể sẽ tìm hiểu rất là nhiều về nhạc sĩ, về nhạc, về âm nhạc nói chung, về nhạc cụ, khí cụ vân vân, hoặc là có thể là về ca sĩ, về lịch sử, về tiểu sử vân vân, thì bạn sẽ nghiên cứu hoặc là bạn sẽ tìm tòi mấy cái đó. Còn nếu mà bây giờ bạn không có thích về nhạc mà bạn thích về sách, bạn thích về họa thì cũng tương tự, nhưng nếu mà một cái gì đó bạn không thích thì chưa chắc bạn sẽ tìm hiểu. Còn cái mà mình nói là tìm hiểu đại đa số chung á, tức nghĩa là The Hermit là một cái kiểu người tôi gặp một cái vấn đề thì tôi sẽ có một cái sự tìm hiểu hoặc là tôi cảm thấy hứng thú với cái điều đó. Thành ra giống như ví dụ như là ví dụ như mình có thể nói với bạn là mày học nấu ăn đi, nấu ăn là cái kiến thức có ích cho mày mà, mày không cần thì mày vẫn phải tự nấu ăn cho mày. Nhưng mà bạn nói không, tao không thích nấu ăn, thì là bạn sẽ không tìm hiểu, mặc dù cái nấu ăn cũng là một cái quan trọng. Ví dụ như vậy, bạn sẽ tìm hiểu vô cái khác, giống như bạn nói là tôi tìm hiểu vào nghiệp vụ của tôi tìm hiểu vào 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 sách vở, hoặc thậm chí là cái đó bạn cảm thấy nó vô bổ nhưng mà bạn thích thì bạn cũng học. Tại vì The Hermit tức nghĩa là tôi vấp ở đâu, tôi khó có vấn đề ở đâu, tôi khó khăn ở chỗ nào, tôi sẽ đi tìm cái đó, chứ không phải là bạn nói thấy đúng là tôi đi tìm, ngay cả khi cái đó nó đúng thiệt nhưng mà bạn không thích thì bạn cũng không làm. Cái phần sáng của bạn nữa đó là bản thân bạn có nửa hoàng tiền, thì bạn là một người mình nghĩ yêu thương bạn bè, người thân, gia đình nhiều. Bạn là một người sống nói nội tâm thì cũng không đúng, nhưng mà nói theo kiểu gọi là hướng ngoại cũng không đúng, tại nữ hoàng tiền là một người họ sống rất là chậm, và trong cái quan điểm của họ là cái gì nó giống như mình nói là ăn chắc mặc bền mà, và cái gì nó cần đúng với cái giá trị của họ là được. Bạn cần một sự tôn trọng và bạn đối xử người ta cũng tôn trọng theo cách người ta tôn trọng bạn. Và cái tốt của bạn nữa là bạn rất là có sự tha thứ và dễ thương đối với những cái người mà bạn thương yêu. Còn đối với những cái người mà bạn không thương yêu thì bạn sẽ có khuynh hướng hơi hơi khó hơn một chút. Bạn sẽ có khuynh hướng hơi kỹ tính một chút, hoặc là bạn sẽ có khuynh hướng dè chừng một chút. Cái sự thận trọng, cái sự giữ cái khoảng cách với người khác nó cũng là một cái điểm sáng của bạn, để bạn bảo vệ cái năng lượng của bạn, hoặc là bạn bảo vệ bạn khỏi những cái nguy hiểm. Nói chung bạn là một người mình cảm thấy bạn luôn tạo ra một cái vùng an toàn cho bạn, và bởi vì đó là một cái vùng an toàn nên mình cảm thấy bạn cũng đôi khi cũng khó vượt qua cái vùng an toàn của bạn ha. Còn những cái điểm tối của bạn nha, The Tower giữ bảy gậy cái tôi ha, và bốn góc là một người biết sai nhưng không chịu sửa. Bản thân bạn á, là một cái người mà nếu mà nói về cái tính cách con người của bạn á, thì bạn rõ ràng cái điểm sáng của bạn là một người, bởi vì bạn quá là tự tin vào cái năng lực, cái khả năng và cái vùng an toàn, và bạn tin vào kiến thức và trải nghiệm của bạn, nên khi mà cái đó nó quen thì nó đôi khi nó là một cái tôi, và cái tôi của bạn là bảy gậy. Bạn có thêm The Tower nữa, cái sự nóng giận của bạn nó giống như một cái ngọn lửa mà đôi khi nó phá vỡ mọi thứ. The Tower trong cái bộ bài này á, là hư từ trong ra ngoài, hư từ trên xuống dưới và hay mang tính chấp vá. The Tower trong đây gọi là cố đấm ăn xôi nhưng mà cuối cùng thì xôi nó cũng không trôi đó. Tại vì cái lá Tower trong cái bộ bài này đó là cái tòa nhà này nó bị nứt, nó bị sụp, và cái người này đang cố gắng giữ một cái nhà sụp, mà ngay cả khi giữ cái nhà này sụp thì cái nhà này nó cũng cháy từ trong ra ngoài và nó cũng bể từ trên xuống dưới, đã vậy còn sét đánh vô nó, tức nghĩa là nó bể mọi hướng mọi chiều, bể từ trong ra ngoài, từ trước lên trên, từ dưới lên ra trong ra gì đó, không có sửa được, không có dớt dát được. Thì cái này nó sẽ thể hiện hai chiều. Một là nếu bạn là cái người đánh vào cái tòa nhà này thì có thể cái cơn giận dữ của bạn rất là lớn, hoặc là bạn sẽ đánh từ trong ra ngoài, từ từ trên xuống dưới đối với cái vấn đề đó, đối với cái người đó. Còn không á, còn nếu bạn là cái ngôi nhà bạn đang cháy bừng 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 á, thì có khả năng cái dữ của bạn, cái nóng của bạn nó giống như một cái cơn động đất sóng thần, nó rất là ngầm, nhưng tới hồi nó tung ra, tới hồi mà nó phát ra nó rất là dữ dội, nó rất là mang tính sát thương cao. Và mình cũng cảm thấy bản thân bạn là một cái người có một cái hướng đi, có một cái góc nhìn, có một cái quan điểm rất là cứng trong cái câu chuyện là trong một cái câu chuyện là tôi làm cái gì đó thì tôi cần phải có một cái chính kiến và một cái tôi, và bạn bảo vệ cái tôi và cái chính kiến đó, bởi vì bạn tin rằng những cái sai, những cái biết của bạn nó là một cái gì đó thuộc về bạn, người khác không nên can dự hoặc là không nên nói vào. Tuy nhiên cái lá bảy gậy thì hồi đó giờ nó không phải là một cái lá tốt về việc gọi là đối nhân xử thế. Bảy gậy là một cái lá dễ bị người ta ghét, hoặc là một cái lá dễ bị người ta thọt gậy bánh xe, hoặc là nói chung là đại loại là tâm điểm của sự bị ghét.
Thì đôi khi bởi vì cái sự độc lập, cái tôi của bạn, đôi khi bạn bị ghét bởi vì bạn thể hiện cái tôi, cái cá tính của bạn. Đôi khi mình nói thẳng bạn không cần làm gì hết bạn cũng bị ghét. Hoặc là bạn là một người, nếu mà bạn đi chỉ trích người ta, mình nghĩ bạn cũng sẽ là một người chỉ trích vô khá là nhiều, hoặc là chỉ trích rất là dai, là dài. Bởi vì cái phần tối của bạn nó mang một cái sự trịch thượng. Mình nghĩ là bạn mà bực bội ai hay là ai làm gì đó có lỗi với bạn, bạn sẽ rất là mình nghĩ là bạn sẽ thể hiện thái độ đó. Còn thái độ đó thì nó tùy nha, tại vì mình thấy lớn nhỏ gì bạn cũng xử 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 hết á. Cái tính của bạn nó rất là nóng. Bạn có thêm bốn cốc nữa nên mình cảm thấy là cái phần bóng tối, cái phần mà góc khuất của bạn á, bạn là một người nhớ dai, nhớ nhớ dai, nhớ kỹ, và bạn sẽ rất là dễ kiểu nhớ những cái thứ vui buồn lẫn lộn ở trong đầu bạn, và bạn nhớ là bạn nhớ hoài nha, bạn không có quên. Và cái nhớ của bạn là một cái nhớ nó mang tính gọi là của tôi, có thể cái miệng bạn nói không nhưng mà trong bụng bạn nói có thể là bạn còn yêu nhưng mà bạn vẫn nói không. Bạn thà để cho cái câu chuyện đó kết thúc hơn là bạn sửa vấn đề. Mình nghĩ cái này nó có thể đúng với nhiều thứ luôn, là công việc và tình yêu luôn. Có những cái mình cảm giác bạn không có muốn sửa, có những cái thì bạn rất muốn sửa nhưng bạn không sửa, nói chung là tóm lại là không có sửa. Bạn chỉ sửa khi nào mà bạn cảm thấy giống như là cháy nhà lòi mặt chuột á, tức nghĩa là một khi nó đã cháy rụi, một khi nó đã banh xác, một khi nó cần phải được sửa. Không, nói tới cần cũng không được, nó nói tới hồi nó banh luôn rồi á, thì bây giờ bạn xây lại cái mới á, thì hợp lý. Tại vì mình cảm thấy tất cả những cái gì mà cái lý lẽ bằng lập luận á, nó là kiểu giống như là nó rất là cãi chày cãi cói. Mà bạn nói giống như là giữa cái tiền xây lại với cái tiền xây mới nó cũng như nhau thôi, thì bạn nói thì thôi, thì để cho nó đập hết, nó cháy hết cho rồi thì tao quyết định tao xây lại mới luôn cho nó sướng. Đối với bạn cái gì giống như là tao không ăn là một món ăn cũ hai lần, tao không thể nuốt trôi một cái món nào đó mà tao đã cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Bạn là kiểu thà bỏ nguyên tô chứ không ăn, chứ không ăn nữa nữa bởi vì tiếc tiền. Có cái gì đó ở trong bạn nó hơi sân, thật ra là nó hơi sân, nó hơi si đó. Với lại nữa bạn là một người hơi có khả năng nhìn vào khuyết điểm hoặc là nhìn vào được chỗ tệ của người ta, và bạn sẽ tùy bụng bạn, giống như nếu mà vui thì bạn không nhai nhưng mà nếu buồn thì bạn có thể bạn sẽ lấy cái điểm yếu, cái nhược điểm của người ta ra để bạn nhai, hoặc là bạn sẽ hơi có một cái sự chủ kiến hoặc là có một cái thiên kiến hoặc là một cái định kiến nhất định trong một số vấn đề. Và mình cảm thấy mình không nói nó lệch lạc hay nó sai hay nó đúng, nhưng mà mình cảm giác bạn hay có những cái định kiến nhất định trong cuộc sống nha. Còn cái lá lời khuyên của bạn nó ghi là Mystic Healer, Healing Energy Flows Through You. Thì mình nghĩ cái lá lời khuyên của bạn đó là không phải là chữa lành chữa què dưới đây, mà là mình cảm thấy ở đây giống như đó là bản thân bạn á, cần có một cái sự đón nhận và thay đổi cái dòng năng lượng. Thấy tức nghĩa là thay đổi dòng năng lượng, tức nghĩa là thay đổi về nhân sinh quan, về tri thức, về kiến thức, về trái tim, về cảm xúc. Để làm chi? Để giống như là bạn là một cái người mà cái mạch suy nghĩ, cái tư duy, cái góc nhìn của bạn nó là một cái dòng nước, giống như nó chảy vô và bạn chỉ cho nó chảy vô bởi vì bạn cho phép nó chảy vô thôi. Nhưng mà giống như mình hay ví dụ là một cái hồ nước, một cái ao nước mà không có cái mạch nước chảy ra chảy vô, nó sẽ là một cái ao nước bị tù, nó sẽ là một cái hồ nước mà nó đóng khung. Mà cái hồ nước như vậy nó rất là dễ bị đóng cợn, đóng bợn hoặc là rong rêu. Một cái hồ nước mà chảy ra chảy vào thì mạch nước nó rất là trong, thứ hai là nước nó được luân phiên thay đổi. Nó cũng giống như cái cách mà bạn tiếp nhận thông tin về cảm xúc, cách mà bạn thể hiện cảm xúc bạn ra ngoài, bạn không có dồn nén nó, hay là bạn cho tri thức nó được cập nhật, nó được làm mới, nó được mang một cái hơi hướng của một cái sự gọi là không có bảo thủ. Thì mình nghĩ cái lời khuyên của bạn nó giống như kiểu là hãy làm một cái mạch nước mở để bản thân có đầu ra đầu vô, chứ không có thể nào bịt đầu ra xong rồi bịt đầu vô, nó bí dữ lắm. Dạ, các bạn chân tụ số 2, trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Để coi gì quên thì vậy. Cái gì tối, cái gì tối tối gì sáng sáng đó, cái tốt và cái xấu của bạn ha. Thiệt nhớ chữ dark side chứ bright side hơn. Cái tốt mà có chính kiến mới ghê. Cái tốt của bạn á là một cái người, mình tin rằng bạn là một người có khả năng tư duy làm ăn tốt, hoặc đầu óc của bạn tương đối nhạy bén về mảng kinh doanh, ý tưởng, rất là nhanh nhạy, hoặc là bạn là kiểu người tiên phong, dám làm, dám thử thách, dám đi trước và bạn sẽ thành công. Mặc dù là một người hơi lo xa và nghĩ nhiều, nhưng mà được một cái là bạn bạn rất là mạnh trong cái hành động, trong cái tư duy, và cái cách nghĩ của bạn rất thực tế. Bạn có một tiền và bạn có sáu gậy, cái gì bạn muốn là bạn làm được, cái gì bạn không muốn là bạn sẽ không làm được, và cái gì bạn nghĩ bạn không làm được thì có khi bạn lại làm được. Tại vì cái tính, cái ưu điểm của bạn đó là bạn có thể biến những cái từ một cái nguồn là một tiền thành thực tế là sáu gậy.
thành một cái thành công nào đó. Cái nguồn ở đây nghĩ đơn giản lắm, ví dụ như bạn nói là à bây giờ tôi muốn học tiếng Anh, thì bạn nói là tôi muốn học tiếng Anh trong vòng một năm tới, cái đích đến của tôi là IELTS mấy chấm đó, thì bạn sẽ cố gắng bạn tìm cách, bạn thử, bạn làm, bạn tìm tòi, bạn học hỏi bằng cách này bằng cách khác, và đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất là mù mịt, nhưng bạn có khả năng đi qua cái mù mịt đó để bạn đi đến cái thành công là sáu gậy. Hoặc là bạn thường sẽ có một cái điểm mạnh, đó là bạn đạt được cái đích đến cái mục đích, thi một cái bằng cấp bạn cũng đạt điểm, học một cái chứng chỉ bạn cũng đạt đúng cái, phỏng vấn xin việc, nói chung là bạn có cái đích đến, có một cái mục tiêu, có một cái thử thách nào đó thì bạn sẽ đi rất là dễ, còn bạn sẽ rất là dễ lạc đường nếu bạn không có đích đến và mục đích. Tức nghĩa là cái điểm mạnh của bạn đó là sự cố gắng và nỗ lực, hành trình của bạn là một cái hành trình của việc thay đổi bản thân và hoàn thiện bản thân hơn, mặc kệ những cái sự dòm ngó dèm pha gì đó ở bên ngoài. Mình nghĩ bạn cũng là một người sống rất là trân trọng với những cái gì mà bạn có, bạn cũng rất là biết thưởng bản thân, cho phép bản thân sống, mua, xài, dùng, cho, nhận những cái gì cần thiết. Ở đây tại sao mình lại gom tương đối nhiều từ như vậy? Tại vì mình thấy bạn là một người một tiền ở đây, nó cho mình một cái cảm giác có khi nó bay vô, có khi nó bay ra. Dĩ nhiên mình biết một tiền thường là có, thường đó là nhận, thường đó là sở hữu hơn là cho đi. Cho đi tức nghĩa là một tiền phải có những cái lá kèm khác, nhưng mà ở đây mình cảm giác bạn là một người dùng cái một tiền tùy mục đích. Và cái mục đích của bạn là có cái thì bạn cho người khác, nhưng mà cho ở đây mình cũng vẫn cảm giác một tiền này là bạn cho những cái nào nó mang tính vật thôi, không phải cho tiền đâu, hoặc là kỷ niệm, kỷ vật, đồ quý giá, đồ mang tính giá trị lưu giữ. Còn không á, một tiền tức nghĩa là cơ hội, là thành quả, là kết quả. Thì mình cảm giác cái điểm sáng, điểm mạnh của bạn nó sẽ liên quan nhiều tới cái việc là bạn là một người, thí dụ như bạn biết cái món đồ đó như đó là hợp lý, đúng giá, có mã tiết, có mã giảm giá vân vân, bạn sẽ áp dụng hết vào. Ở đây không nói về việc keo kiệt hay là khôn lỏi hay là kiểu giống như là tài lanh tài lẹ, mà là bản thân bạn nghĩ rằng cái gì nó hợp lý, nó phù hợp là được. Mình cảm thấy cái con người bạn có một cái sự để ý về cái góc nhìn mang tính tổng quát, nhưng mà đôi khi bạn sẽ hơi bị nếu mà cái gì nó quá chi tiết thì mình cảm giác một là bạn không nhớ, hai là bạn sẽ rất là dễ nhầm lẫn hoặc là lộn. Thứ hai nữa là cái điểm mạnh, điểm sáng của bạn là chính kiếm. Thì thật ra chính kiếm là một cái đứa, nếu mà thường là một cái lá bài tệ, nhưng mà khi mà nói về điểm mạnh hoặc là điểm sáng mà của một người chính kiếm, tức nghĩa là bản thân người này là một người lo xa nghĩ nhiều, và bởi vì họ lo xa nghĩ nhiều nên họ thường nghĩ được rất là nhiều thứ, và họ tưởng tượng được rất là nhiều thứ, họ hình dung được rất là nhiều thứ. Và thứ hai nữa là bản thân những người này thường rất là có một cái sự đắn đo trong cái việc họ suy nghĩ và ra quyết định. Đôi khi mình nghĩ này là cứu bạn, nhưng mà đôi khi cũng chính bạn làm khó bạn thôi. Với lại nữa là bạn là một người mình nghĩ rất là nhạy với những cái người nào có âm mưu hoặc là có lời nói thị phi hay là xấu xa với bạn nha. Mình nghĩ có thể là bởi vì bạn luôn phòng hờ, bạn luôn phòng vệ, bạn luôn bảo vệ bản thân bạn khỏi những cái người mà bên ngoài á. Thành ra chính kiếm nó giống như kiểu đó là nó cho mình một cái cảm giác là tất cả những cái người nào có ý định hoặc là những cái gì mà nó mang ý định xấu á, đôi khi bạn thường là bạn dự phòng trước, bạn biết trước hoặc là bạn chuẩn bị trước tinh thần rồi, và bạn biết được cái nào bạn đậu, cái nào bạn rớt, cái nào bạn làm được, cái nào bạn làm không được. Tức nghĩa là bạn tương đối hiểu về cái nhược điểm hoặc là cái vấn đề của bạn đang có. Tức nghĩa là bạn có nhược điểm, bạn có vấn đề, bạn có những cái sai lầm nào đó bạn biết hết, chỉ là bạn sửa hay không thì mình không biết, nhưng mà ít nhất bạn nhận ra được cái vấn đề của mình là cái gì. Còn sáu gậy thì như mình nói, bản thân bạn là một người mình thấy có màu sắc riêng, bạn cũng không có ngại cái sự khác biệt, và bạn cũng không có ngại đối mặt với khó khăn và thử thách. Bạn biết cách tỏa sáng và bạn biết cách thể hiện cái quan điểm, cái góc nhìn làm sao để bạn làm chủ cái cuộc chơi, cái ván cờ, chứ mình không cảm thấy bạn mang vào một cái thế gọi là bị động ha. Nói chung mình nhìn thấy cái điểm mạnh của bạn là sự sự tiến về phía trước. Nhược điểm của bạn ha, nhược điểm của bạn nó cũng khá là liên quan tới cái lá chính kiếm ha. Nhược điểm của bạn có ba gậy nè. Đầu tiên mình giải ba gậy trước ha, tại vì nó sẽ là một cái lá chủ chốt ở đây. Chủ chốt ở đây tức nghĩa là bạn bị một cái vấn đề là hồi nãy mình nói bạn nghĩ xa, nghĩ nhiều, nghĩ kỹ, và bạn hay kiểu lo, hoặc bạn hay nhận biết được những cái xấu xí của người khác, hoặc là bạn thấy được cái xấu xí của bạn. Và bởi vì bạn thấy được hết nên bạn bị ba gậy, tức nghĩa là bản thân bạn nghĩ xa, nghĩ nhiều, và bạn lập kế hoạch rất là tỉ mỉ, và đôi khi bạn hướng ra những cái bạn dễ bị tác động bởi nguồn lực bên ngoài. Giống như ví dụ hồi nãy mình nói bạn nghĩ xa nghĩ nhiều, cái bạn nghĩ nhiều quá, bạn nói là bây giờ mình thiếu tiền, mình chưa đủ vốn, mình chưa đủ kinh doanh, mình chưa đủ điều kiện, mình chưa chưa đủ năng lực. Cái bạn sẽ thường giới hạn năng lực của bản thân bạn lại, bạn nói là bây giờ mình chưa đủ thi, chưa đủ năng lực kiến thức để đi thi. Các bạn sẽ chờ, đôi khi nó lại làm mất cơ hội của bạn, đôi khi nó làm tốn thời gian công sức của bạn. Thứ hai nữa là một người nghĩ nhiều, thiếu tự tin hoặc là thiếu một cái sự
sự liều lĩnh, thì bản thân họ thường cũng tự đánh mất bản thân vào những cái cơ hội tốt, hoặc là tự đánh mất những cái hoặc là tự giới hạn lại cái năng lực của bản thân mình. Giống như mình nói, có những người họ không có năng lực thể gì hết nhưng mà họ rất là tự tin, thì mình cũng không biết ở đâu họ lấy mấy cái tự tin đó ra, nhưng mà mình thấy nó hơi bị huyễn, nhưng mà được cái là họ tự tin thôi. Thì đi phỏng vấn thì cũng mình hay đi phỏng vấn thì mình cũng hay gặp mấy cái bạn này nổ banh xác, hoặc là thể hiện ra rất là giỏi là tài, nhưng mà hỏi vô một cái là không biết một khỉ gì hết. Thì thường mấy cái đứa đó nhìn ở ngoài rất là sáng sủa nha, ác một cái là nhìn nó rất là sáng sủa, hồ sơ profile nó nhìn rất là đẹp, nhưng mà tới hồi vô phỏng vấn là tự nhiên thấy bớt đẹp đi nhiều. Thì bản thân bạn ở đâu đó có một cái kiểu là hơi thiếu cái sự đẹp đó, mình cảm giác giống như là bạn thì lại là một cái người có cái năng lực, có cái tiềm năng, nhưng mà bạn nghĩ rằng mình tới đó thôi mình không làm được, nên nhiều khi bạn bị người ta lấn át, bạn bị người ta làm lu mờ bởi vì cái sự không có lóe sáng của bạn. Giống như bạn nói là bây giờ mình không hợp vị trí này đâu nên mình khỏi apply, nhưng đôi khi bạn cần phải thử. Một cái nữa là bạn bị năm cóc á, bạn bởi vì bạn nhìn thấy quá nhiều cái sự nhược điểm, bạn thấy quá nhiều những cái vấn đề, bạn thấy quá nhiều những cái mà bạn có thể hoặc là không có thể, thành ra nhiều khi giống như là bạn chỉ thấy cái không thể nhiều hơn cái có thể. Bởi vì bạn bị chính kiến, bạn bị overthinking, thì từ xưa tới giờ cái từ overthinking là không có nghĩa là tích cực. Tại vì over, đã nói over tức nghĩa là nó quá nhiều, nó dư ra, nó dôi ra, mà cái gì dôi ra, cái gì dư ra thì không tốt, thường là như vậy. Và năm cốc cũng có nghĩa là nó dôi ra những cái nỗi buồn, nó dư ra những cái sự thất vọng, và dĩ nhiên là giống như mình nói là cái gì nó dư là nó không tốt, và nó khiến cho bạn cảm giác bị mệt mỏi, bạn có thể là rất là dễ bị stress nha, rất là dễ bị cạn kiệt năng lực, hoặc là bị cắn rứt lương tâm bởi vì những cái gì sai, cái gì không đúng. Còn không nữa là bạn sẽ rất dễ bị người ta chỉ trích, hoặc là bị nhớ những cái lời chỉ trích, hoặc là dễ bị cảm thấy bị cô lập, dễ cảm thấy bị lẻ đơn, bị đơn độc, đơn thân độc mã, hoặc là dễ bị người ta xôi. Bạn có điểm nhược điểm của bạn nữa là bạn bị kinh vu cốc, tức là lười, rất là lười, lý thuyết hơi suông và hơi có cái tính dễ dãi hoặc là dễ đãi. Mình không chắc mình dùng chữ dễ đãi đúng, nhưng mà dễ đãi tức nghĩa là một cái kiểu người đôi khi họ nghĩ vậy là được rồi, là được rồi. Hoặc là kiểu giống như ví dụ như hôm nay mình nói với bạn là mình thiếu tính kỷ luật đó mọi người. Dễ đãi tức nghĩa là bôi đãi nữa, coi là một người hơi thiếu tính kỷ luật. Tức nghĩa là ví dụ như mình nói bạn là hôm nay tập thể dục thì bạn phải tập mỗi ngày một nửa tiếng. Thì bữa nay bạn nói thôi đi về mệt, tối qua về đi tắm rồi hồi tập. Xong cái bạn tắm xong cái bạn lên bằng nằm bằng ngủ phè luôn tới sáng luôn, ví dụ vậy. Hoặc là bạn nói hôm nay mình làm việc nhiều rồi thôi mà không tập nữa. Hoặc là hôm nay mình còn phải đi học tiếng Anh nhưng mà thôi trời mưa quá thôi nghỉ. Bạn không có cái sự khó khăn và chịu khó ở trong đó, bạn không có kiên định với cái quyết định của bạn. Và bởi vì bạn dễ dãi với bản thân nên đôi khi bạn dễ bị trói buộc vào những cái thứ mà nó làm cho bạn không có đi được. Giống như ví dụ như là ví dụ như nãy mình nói bây giờ hôm nay cần phải học tiếng Anh, bạn biết rõ ràng là tiếng Anh nó cần, nhưng bạn nói không, hôm nay mệt quá lười biếng quá không học, thì ok thì bạn sẽ bị trì trệ. Còn không, giống như ví dụ như là bạn nói hôm nay cần phải tập thể dục, cần phải ăn uống sạch sẽ, cần phải tinh tươm, nhưng mà bạn thiếu cái đó, cái tự nhiên bạn thành một đứa gọi là thiếu chuẩn chỉ, thiếu bài bản. Cái nhược điểm nữa của bạn đó là một cái người mà mình cảm giác đôi khi bạn hay dựa trên cảm tính và trực quan của bạn để bạn ra quyết định hoặc là phán xét hoặc là ra những cái suy nghĩ nào đó. Có thể bạn không phán xét người khác nhưng mà trong suy nghĩ của bạn, ví dụ như mình nghĩ bạn tốt nhưng mà ngày mai bạn đối xử xấu với mình thì ngày mai mình nghĩ bạn xấu. Rồi sau đó thì mình chưa, bởi vì mình thấy bạn xấu nên mặc định bạn xấu luôn. Còn sau đó bạn có tốt hay không thì mình không biết. Thì là cái kiểu mà suy nghĩ của bạn. Đôi khi bạn chỉ cần dựa vào một cái nào đó. Thí dụ như ngày xưa mày xấu với tao, ok vậy là mày xấu. Còn bây giờ bạn có tốt lên hay gọi thì kệ bạn. Bạn mình mặc định một điều là ngày xưa bạn xấu là bạn xấu. Vậy thôi. Cái cách của bạn nó hơi cảm quan cảm. Dĩ nhiên là mình không thể nào nói một người xấu với mình xấu mãi. Vậy mình cũng không thể dám nói là một người họ xấu với mình hôm qua thì hôm nay họ tốt. Nhưng mà bạn thường có khuynh hướng bạn sẽ tin vào cái thứ bạn nghĩ thôi, bạn thấy thôi. Còn sau đó bạn không có muốn nhìn lại cái người đó họ có tốt lên chưa. Tại vì bạn mặc định giống như đó là cái gì nó không có lòng tin thì nó cũng không có nên tin nữa. Cái lời khuyên của bạn là transformation, a fresh new way of living emerged. Tức nghĩa là những cái năng lượng, một cái cách sống mới, một cái quan điểm mới, một cái nhân sinh quan mới nào đó của trong cuộc sống đó, thì nó đang dần dần xuất hiện. Chuyển hóa, transformation. Mình nghĩ cái lá này nó giống như khuyên bạn vậy nè, là một cái người trong cuộc sống á, là một cái người trong cái đời sống này cần có một cái sự thay đổi, cần có một cái sự linh hoạt hơn. Và đôi khi bản thân bạn là một người, bởi vì bạn tin rằng mọi thứ nó đều có một cái góc nhìn, một cái hướng, một cái sự, một cái một cái
một cái kết quả, một cái thành quả nào đó. Nhưng mà đôi khi bởi vì bạn, một là bạn quá chú trọng tới kết quả, thành quả, hay là bạn quá quan trọng tới cái việc đường đi nước bước nó phải kỹ càng, nó phải đúng đắn, thành ra đôi khi bạn lại giới hạn. Đôi khi cái fresh way ở đây nó ghi giống như kiểu bạn nghĩ, giống như là đôi khi mình đi tới đó mình mới nhận ra là mình thiếu cái này, đôi khi mình làm không được cái kia thì mình mới nhận ra là mình chưa đủ năng lực cái nọ. Mình nghĩ là cái transformation này nó giúp cho bạn nhận ra rằng là có những cái bạn cần phải thay đổi. Ba gậy cũng có nghĩa là thay đổi. Một cái kế hoạch được tính kỹ lưỡng không có nghĩa là kế hoạch đó nó hoàn thiện, nó hoàn thành 100%, mà là một cái kế hoạch kỹ lưỡng, tức nghĩa là một cái kế hoạch nhằm để đảm bảo được cái sự thành công, chứ chứ không phải nghĩa là 100% thành công. Và nếu có trong cái quá trình đi đó có bất cứ cái gì cần phải thay đổi thì mình đều có khả năng để thay đổi và hoàn thiện hơn, chứ không phải là không chấp nhận sự thay đổi và rủi ro ha. Dạ, các bạn chọn tụi số 3 trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share, like, bình luận cho mình ha. Điểm tốt của bạn, điểm sáng của bạn ha, the star cũng tự thấy sáng rồi đó. Hoàng tử kiếm và nữ hoàng cốc. Mình nghĩ bạn là một cái người về điểm mạnh. Điểm mạnh của bạn đó là sự kết giao, dễ được lòng người khác, dễ được sự quý mến, yêu thương, dễ nhận được những cái tình cảm, sự quan tâm của mọi người. Nói chung mình cảm giác bạn có một cái thiện duyên hoặc là một cái duyên lành với những cái người xung quanh. Bởi vì nó giống như kiểu, cái này thì mình cũng không có thể nói theo kiểu nào cho mọi người hiểu, nhưng mà đại loại nếu mà mọi người từng gặp những cái người mà bạn mới gặp, dù bạn có quen hay bạn không quen, bạn nhìn cái mặt họ hoặc là bạn có cơ hội tiếp xúc với họ, nó đều cho bạn một cái cảm giác rất là thân thuộc, quen thuộc, dễ thương, dễ gần, dễ mến ngay từ cái lần gặp đầu tiên, hoặc là ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh của họ, giọng nói của họ là bạn đã cảm thấy nó dễ chịu hơn người khác. Thì đó là cái kiểu của bạn. Cái này thì nó sẽ không có nói được, cái mình sẽ không giải thích được, nhưng mà đại loại nó là một cái duyên lành về giọng nói, ngoại hình hoặc là cái vẻ ngoài của bạn. Cái thứ hai nữa đó là không nhất thiết bạn phải đẹp đâu nha, không nhất thiết giọng nói phải hay đâu, nhưng mà nhiều khi những cái người mà bạn tiếp xúc họ thương bạn, họ quý mến bạn bởi vì một cái tính cách, bởi vì cái sự dễ thương về ngoại hình, đôi khi nó chỉ đơn giản là như vậy. Thứ hai nữa là bạn là một người bạn có đức tin, niềm tin thì nó càng tốt. Tại vì bài này lên, nếu mà những bạn nào mà có đức tin, niềm tin về tôn giáo, về tín ngưỡng á, thì mình nghĩ có thể mấy bạn cũng khá là người người thuận đạo, thuận thành đó, là có một cái sự tin gì đó vào 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 cuộc sống, cuộc đời. Hoặc tụi này cũng có thể là những người tiên phong hoặc là những người làm cho cộng đồng. Dù bạn là người tiên phong, tức nghĩa là tiên phong trong cái lĩnh vực khoa học, hóa học, nói chung là tiên phong trong cuộc sống, là người đi đầu trong một cái lĩnh vực về cái gì đó, về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hay là những người luôn có những phát sinh, những cái quan niệm mới, những cái tư tưởng mới, những cái góc nhìn mới thì đều nằm trong đây hết. Hoặc là một người dám cách tân, cũng như là một người dám làm cho cộng đồng, giống như những người làm thiện nguyện, những người tham gia vào những cái hoạt động thiện nguyện của đội nhóm. Ở đây mình chia thành hai nhóm đối tượng, nhưng mà nó cùng mang một cái năng lượng, đó là giúp người khác hoặc là tạo ra một cái giá trị tốt. Đối với những cái nhóm mà liên quan tới cách tân á, đổi mới đồ á, thì nếu mà bạn nào tin vào cái hoặc là quan sát về khoa học á, hoặc y học nói chung á, bạn sẽ biết là có những thứ khoa học và y học luôn tìm kiếm và thay đổi, thay thế những cái loại thuốc cũ bằng một cái phương pháp hoặc là một cái loại thuốc khác tốt hơn cho sức khỏe, nghiên cứu ra những cái kỹ thuật điều trị bệnh tốt hơn. Tương tự như vậy cho khoa học, đào tạo, giáo dục, cái nào cũng vậy, nó đều có một cái, cần có những cái người đi đầu trong những cái lĩnh vực đó để tạo ra những cái cách tân đổi mới. Thì cái tụ này mang cái năng lượng của sự cách tân đổi mới, bởi vì một cái mong muốn, một cái sự tò mò, tại vì bạn có kỵ sĩ kiếm và nữ hoàng cốc, cái sự hướng về phía trước của bạn nó là một cái sự thôi thúc từ bên trong, và nó mang tính thuần về giá trị cộng đồng và giá trị chung cho nhân loại, ví dụ vậy. Nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ cũng không nhiều người vậy đâu. Tại đa phần là người ta sẽ thường là thiên về giá trị bản thân hơn, nhưng cái tụ này thì mình thấy nó có một chút gì đó nó nghiêng về cộng đồng. Ngoài ra nữa, bạn có điểm mạnh đó là bạn là một người rất là thông minh về cả mặt lý tính và cảm tính luôn ha. Bạn có kỵ sĩ kiếm và nữ hoàng cốc, bạn rất là nhạy với thông tin, nhạy với cảm xúc. Bạn có thể, tụ này cũng thể đi làm về mặt tâm lý cũng tốt á, tại mình tâm lý nè, bác sĩ nè, những cái người mà liên quan tới khoa học kỹ thuật là mình thấy ok. Ngoài ra nữa, bạn cũng là một người khéo tay, hay làm đảm đang, giỏi những cái việc rất là hay ho. Hay ho đây không nhất thiết phải là cái gì đâu, nói chung đại loại là bạn có tài năng, tài lẻ gì cũng được, đam mê hội họa nào cũng được, tại vì mình thấy bạn rất là ok trong cái lĩnh vực chuyên môn của bạn. Một cái nữa là giữa cái bạn này có những cái
suy nghĩ sâu, có những cái góc nhìn mới, nhìn khác. Bạn cũng là một người mình thấy dám thử thách bản thân và dám cho bản thân được phép sai, được phép sửa. Bạn cũng là một người chịu khó tiếp thu, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy cái tụ này sẽ rất là dễ bị lạc hoặc là bị hoang hoang tưởng hoặc là kiểu như là hơi hoang hoang mang mang. Tại vì nếu cái tụ này là một cái người đi đúng đường thì mấy bạn sẽ rất là nhanh phát triển, còn bạn đi sai đường là bạn sẽ rất là loay hoay ha. Và điểm mạnh của bạn đó là bạn không có sợ quay đầu lại, bạn không có sợ bắt đầu lại, bạn là một người dám thử đi tới và cũng dám ngược đi lui lại, dám đi xuôi dòng và cũng dám chèo ngược dòng. Bạn cũng là một người mình cảm thấy, nhưng mà mình cảm thấy bên trong thâm tâm bạn thì đôi khi có hơi nhiều có sự đắn đo hoặc là phân vân, nhưng mà mình tin là cái tụ này khi mà kết nối với người khác hoặc là có giá trị kết nối thì mình cảm giác bạn sẽ rất là dễ xây dựng được một cái tình bạn hoặc là một cái hội nhóm bạn bè thân thiết, đoàn kết gắn bó ha. Bà tụ này cũng có được một cái điểm mạnh như mình nói ban đầu, đó là được người ta yêu thương yêu mến, bởi vì một á, là người trong gia đình hoặc là anh chị em của bạn sẽ rất là quý mến bạn hoặc là rất là thân cận với mấy bạn, hoặc là bạn là người rất là thương mến gia đình, ba má, anh chị em, và bạn trân trọng những cái giá trị vừa truyền thống mà lại cũng vừa cách tân ha. Nói chung cái tính của bạn thì mình thấy là sáng sủa đó. Cái này là thiệt sự là người sáng sủa thiệt á. Bạn có cái nhược điểm của bạn là kỵ sĩ gậy, The Emperor và The Magician ha. Mình hiểu tại sao nó lên ba cái lá này. Một cái người hồi nãy mình có nói với bạn là một là những cái người mà rất là thiên về cách tân nè, đổi mới nè, rồi thích những cái gì đó nó hay ho, thì ở đây bạn có The Emperor và The Magician, tức nghĩa là bạn là một người mạnh, giỏi và có tài, mà người ta nói lắm tài thì nhiều tật, thì bài của bạn là đúng nghĩa lắm tài nhiều tật. Cái tật này không phải là tật xấu, mà cái tật này đôi khi nó là cái sự cố chấp. Ví dụ như vậy, có những cái khoa học á, người ta thường người ta đưa ra những cái phương pháp, những cái nghiên cứu, những cái bài nghe rất là hay, nhưng mà cái số ứng dụng được chưa chắc là nhiều như vậy. Giống như ví dụ như là nếu mà bạn nào theo dõi khoa học đồ nhiều, bạn sẽ biết có nhiều cái ứng dụng khoa học ngày xưa người ta nghĩ là đúng, nhưng mà sau này người ta nghiên cứu lại, người ta thấy nó sai và ảnh hưởng rất là nghiêm trọng lên sức khỏe của con người. Chẳng hạn giống như ngày xưa người ta có dự sử dụng, mình nhớ không 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 kỹ lắm, nhưng mà đại loại giống như là ngày xưa người ta tin là sử dụng một cái gì đó phương pháp hạt nhân để điều trị bệnh thì khúc đó nó sẽ gây ra nhiễm phóng xạ hoặc là gây mòn xương ha, còn không những cái phương pháp làm đẹp ngày xưa giống như là căng da mặt bằng 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 dụng cụ căng cái mặt ra, hoặc là kiểu giống như là bơm cái này bơm cái kia, ví dụ như vậy. Ngày xưa người ta nghĩ vậy là đúng, nhưng khúc sau này người ta thấy là tác hại. Nhưng mà bởi vì bạn là một cái nhà khoa học lỗi lạc hoặc là một cái người rất là mạnh trong cái chuyên môn của bạn, nên đôi khi bạn cho rằng cái quan điểm đó, cái tư duy đó, cái góc nhìn đó, cái kiến thức đó là đúng ở cái thời điểm đó. Nhưng mà bạn quên mất là cuộc sống này nó có quá nhiều cái sự thay đổi và có nhiều cái con người mình chưa biết hết được. Thành ra đôi khi bạn hay bị cố chấp hoặc là bạn bị chấp niệm vào cái sự biết hoặc là cái vị trí vai trò của bạn. Cái tụ này nó sẽ rất là toxic nếu mà các bạn là những cái người lãnh đạo mà mang tính cổ hủ, kiểu giống như là bạn sẽ không cho người ta có sự thay đổi. Giống như ví dụ như mình nói theo cái kiểu như là đôi khi ví dụ như bạn tin rằng hôn nhân là nên giữa nam với nữ chứ không có chuyện là giữa nam nam hay nữ nữ hay là người đồng tính nói chung, thì bạn mà là một cái người đứng đầu một quốc gia là bạn sẽ có khuynh hướng là không, tao khuyến khích là phải kết hôn, nam nữ phải kết hôn chứ không có tình yêu đồng giới, ví dụ như vậy. Còn không giống như bạn nói là bây giờ luật của tao là như vậy thì tụi bay sẽ không được thay đổi, bởi vì tao là trưởng nhóm, tao là chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng gì đó, tao đặt ra cái luật đó thì tụi bay làm cho tao là tụi bay phải theo. Tức nghĩa là cái tính của bạn nó mang tính, mình nói thẳng là tổng bá đạo đó, hoặc là kiểu giống như là tổng tài đó, nhưng mà theo kiểu hơi hơi ép buộc hoặc là hơi hơi gọi là quyền lực đó, dùng lực dùng quyền để áp đặt lên người ta. Tại vì bạn giỏi, bởi vì bạn mạnh, tại vì bạn có quyền, thành ra bạn giống như bạn có sức mạnh, bạn có tiếng nói vậy đó. Và đôi khi bạn rất là bảo thủ và cố chấp với cái quan điểm góc nhìn của bạn, và đôi khi cần phải thấy sai, đợi tới lúc mà bạn banh xác, bạn tan nát ra, bạn mới hiểu ra là có những cái bạn 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 sai. Một cái nữa là đôi khi bạn rất là chấp niệm vô những cái thứ bạn biết. Cái tụ này nếu mà hồi nãy mình nói bạn, một số bạn có thể có liên quan đến đức tin và niềm tin, thì mình cũng nói thẳng là tụ này ba lá này nó cũng cho mình một cái điểm, đó là có những bạn sẽ rất là tin vào cái tôn giáo tín ngưỡng của mấy bạn mà nó mang tính hơi cổ hủ. Còn không nữa là tụ này có thể nằm trong cái nhóm là không bao giờ có niềm tin vào tôn giáo tín ngưỡng hoặc là những cái yếu tố mang tính thần kỳ. Tức nghĩa là ví dụ như những bạn nào có đức tin niềm tin thì mình không bàn, nhưng mà có những người
có những cái đức tin niềm tin nó sai lệch thì nó thành mê tín, còn có những người thì lại họ không tin vào bất cứ một cái gì hết ở trên đời này, họ nói tất cả mọi thứ đều là có thể khoa học giải đáp được hết, chỉ là con người chưa biết thôi. Tức nghĩa là họ nói vô thần hoặc là họ không có quan trọng lắm là trên đời này có cái gì. Thì đôi khi có những cái mình chưa biết được hết, tại vì bạn có The Magician và The Emperor, tức nghĩa là bạn luôn tin mọi thứ đều có thể kiểm soát, nhưng cuộc đời này nó không có thể là mọi thứ đều được kiểm soát. Và bạn nếu cái tụ này mà là nem hoặc là những cái người mà mang tính thích cầm quyền á, bạn rất là dễ rơi vào cái tình huống là gia trưởng hoặc là một cái kiểu người mà mang tính gọi là đàn áp người khác trong gia đình hoặc là trong tình yêu. Tức nghĩa là khi yêu bạn phải nghe lời bạn hoặc là phải làm theo ý bạn, hoặc là bạn càng giỏi, bạn càng mạnh, bạn càng tự tin từng nào, dù bạn là nam hay nữ thì yêu bạn sẽ rất là khó, tại vì kiểu của bạn giống như là một cái người luôn muốn làm chủ cái mối quan hệ và luôn muốn kiểm soát mọi thứ theo cách của mình. Thành ra đôi khi để yêu được một cái người như bạn, người kia phải đi theo hoặc là phải làm theo, còn không là họ phải mạnh hơn, nhưng mà chưa chắc là bạn cam tâm tình nguyện bạn nghe theo. Bạn là một người tin vào những thứ bạn thấy, và khi cãi lý với bạn sẽ rất là dễ đuối. Không phải là bởi vì không đủ lý để cãi với bạn, mà là bạn có quá nhiều cái lý để cãi. Và đôi khi bạn sẽ sử dụng tất cả những cái chiêu trò, những cái thứ mà bạn biết để bạn dập cho được cái người kia ha. Cái lời khuyên của bạn ở đây nó ghi là embracing enthusiasm, shout to the heaven with happiness. Thì ở đây mình nghĩ cái lá này nó nói một cách nhẹ nhàng thôi, tức nghĩa là đôi khi bản thân mình nên tận hưởng cuộc sống này một cách nào đó mà nó thoải mái, nó đơn giản. Mình nghĩ cái lá này nó nói về cái việc đó là bản thân mình sống từng ngày trong một cái tâm thế mở, trong một cái tâm thế tương đối là thoải mái thôi. Đừng có quá gò bó, đừng có quá ràng buộc, đừng có quá kỷ luật, kỷ cương. Sống mà không có một cái sự nhẹ nhàng, thoải mái thì sống nó rất là nặng nề. Sống mà rất là khuôn khổ, rất là quy củ, rất là cố chấp á, thì là một người có một cái tính rất là mình dùng từ nó là người ta ở, những cái người ở chung nó sẽ rất là cảm giác nặng nề, bởi vì cái sự hà khắc, bởi vì cái sự quy củ nó thành cái sự cố hữu và truyền thống, nó mang tính gò bó và ràng buộc. Còn bản thân mình đôi khi mình xả vai một chút, không nhất thiết lúc nào mình là ông vua mình cũng phải gồng, không cần nhất thiết lúc nào mình là người đứng đầu tổ chức thì về nhà mình cũng là má thiên hạ. Mình đôi khi mình cần phải trở về với cái vai trò và cái vị trí thật của mình. Mình là chồng, mình là vợ, mình là một cái người bình thường, mình là con, chứ không cần nhất thiết giống như tao ở công ty, tao là ông nội, tao làm bà sếp gì đó thì tao về nhà thì tụi bay cũng phải nghe lời tao. Tụi bay là vợ, là chồng, là con của tao thì tụi bay vẫn phải nghe lời tao, bởi vì trong công ty tao là chồng, là sếp, là má. Không có được, ở đâu nó đúng vai trò ở đó, và nó phải đúng ở đây tức nghĩa là đúng theo gọi là cái mình cũng không biết gọi là cái quy luật hay cái đạo lý, nhưng mà đại loại đôi khi trong một mối quan hệ nó nên là như vậy, chứ không nhất thiết phải là trong xã hội tao là ông hoàng bà chúa thì tao về trong gia đình thì tao vẫn là ông chúa bà hoàng. Đôi khi cái quy tắc nó không đúng ha.